Chúng ta tiếp tục với một ví dụ nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ thứ tư. Ở đây, chúng ta có một yêu cầu đó là chuyển đổi tất cả các request của user và sẽ chuyển về file index.php. Ở đây tôi cũng tạo ra phần ghi chú. Như vậy các bạn thấy chúng ta chỉ còn có nội dung thứ tư. Ở đây là 04. Ví dụ, bây giờ người dùng họ truy cập vào abc.php nằm trong folder là 08 thì chúng ta cũng phải chuyển nó về đó là một file index nào đó. Ví dụ ở đây tôi sẽ tạo ra một file PSP tên là index. Và ở đây chúng ta cũng echo ra đây là thông tin của file. Như vậy, cho dù người dùng họ có bất kỳ một truy cập nào đó thì chúng ta điều chuyển họ về trang index.php. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Tiếp tục đó là rewrite rule. Các bạn thấy bất kỳ một yêu cầu nào đó là chấm sao. Ở đây chúng ta có thể thêm vào bắt đầu và kết thúc. Như vậy khi gặp yêu cầu này chúng ta chuyển về index.php. Sau đó tôi thử refresh lại. Tôi đang ở ATSS folder 08, tôi refresh. Các bạn thấy ở đây là ổ đề vào SAM, vào htdoc, vào htaccess và file của chúng ta đó là file index.php. Trong folder 08 này, chúng ta thử truy cập vào info.php. Như vậy ở đây sẽ là info.php. Thì các bạn thấy chúng ta cũng bị kéo về đó là file index. Hoặc là chúng ta thử qua một folder khác. Tôi vào folder 05 chẳng hạn và chúng ta có email. Chúng ta sẽ thử vào. Tôi copy ở đây cho chúng ta tránh phần sai sót. 05 và email. Tôi paste nó vào đây. Chúng ta thay đổi lại ở đây là dấu xuyệt. Thì các bạn thấy ở đây chúng ta khi vào email thì nó ảnh hưởng của ATSS ở trong. Tôi xóa đi nội dung này. Và tôi thử refresh lại. Thì các bạn thấy nó vẫn đi về file index.php của chúng ta. Như vậy qua ví dụ này thì các bạn thấy chúng ta đã biết cách đó là chuyển đổi tất cả các request về file index.php. Và câu lệnh rewrite các bạn sẽ thường gặp trong các framework và điển hình đó là Zen Framework. Nó sẽ chuyển tất cả các yêu cầu về file index và nó sẽ xử lý ở đây. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ thường thấy nó có thêm các ký tự NC phải L. Ý nghĩa của các ký tự này là như thế nào? Ở đây thì tôi sẽ copy qua cho các bạn thấy. Ký tự L đó là viết tắt của chữ latch rule. Ký tự này ấn định rằng bước trước đã xong thì ngừng và không tiếp tục thực thi lệnh rewrite tiếp theo nữa. Có nghĩa rằng chúng ta có các rewrite rule ở phía dưới. Và khi câu lệnh rewrite ở đây nó đã hoàn thành thì các câu lệnh ở phía dưới nó sẽ không thực hiện. N viết tắt của chữ net. Nó chỉ thị cho server tiếp tục rewrite cho đến khi tất cả các mục chỉ định được rewrite hoàn toàn. Còn NC viết tắt của chữ NoK chỉ định server match với những ký tự tương tự nhau hay nói cách khác đó là nó không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Như vậy các bạn thấy NC và L thì các bạn thấy dựa vào phần miêu tả ở phía trên thì chúng ta đã hiểu được ý nghĩa của nó. Nó không phân biệt chữ hoa và chữ thường và nó sẽ kết thúc lại phần rewrite tại đây. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một yêu cầu mới. Đó là chúng ta sẽ tiến hành tạo ra một số URL thân thiện. Ở đây tôi cũng đóng nội dung này lại. Ví dụ bây giờ tôi sẽ đến với trường hợp thứ năm. Chúng ta đến với URL friendly hay nói khác chúng ta viết lại các URL cho nó thân thiện. Tôi có một file đó là file login.psp như thế này. Như vậy các bạn thấy tôi sẽ tạo ra một folder mới. Ở đây tôi tạo ra folder là folder 09. Tiếp tục chúng ta tạo ra một file PSP. Ở đây là login. Và chúng ta cũng echo ra tên của file.
Tôi quay lại folder 09, tiếp tục vào file login, thì các bạn thấy đây là thông tin của file login đó. Chúng ta muốn rằng đường dẫn xuất hiện lúc này không còn là login.bsp nữa, mà nó sẽ là đăng nhập.html. Thì chúng ta xử lý như thế nào? Thì các bạn thấy yêu cầu này cũng tương đối đơn giản. Ở đây, tôi vào lại tập tin HTTPS, cũng là rewrite rule. Và chúng ta viết cho trường hợp nào? Ở đây, đó là vào folder 09, đăng nhập .html. Và nó sẽ tương ứng với là folder 09 file login.bsp. Chúng ta chỉ cần refresh lại. Thì các bạn thấy với đường dẫn này chúng ta vẫn có thể truy cập vào login.bsp hoàn toàn bình thường. Hoặc là bây giờ chúng ta có một yêu cầu nó phức tạp hơn một tí. Tôi sẽ đưa xuống phía dưới. Ở đây chúng ta cũng tạo ra phần ghi chú. Các bạn thấy chúng ta có một đường dẫn như thế này. Lập trình General World. Ở đây là ID. Chúng ta sẽ có một đường link. Khi chưa được rewrite, nó sẽ có dạng như sau. Các bạn thấy truy cập vào folder 09, vào info.bsp, chúng ta truyền vào ID là 2, tên của quyển sách đó là lập trình General World. Và sau khi chúng ta viết lại đường dẫn, thì đường dẫn nó phải có giá trị như thế này. Các bạn thấy với đường dẫn thân thiện, thứ nhất nó sẽ tạo ra sự dễ chịu đối với người sử dụng. Và thứ hai, nó sẽ giúp cho website của chúng ta tốt hơn trong vấn đề SEO. Bây giờ tôi sẽ thử tạo ra một file là info. Ở đây, chúng ta tạo ra một file BSP tên là info. Và tôi sẽ in ra, đó là biến get. Sau đó chúng ta sẽ thử truy cập vào đường dẫn này. Ở đây là localhost. Tôi sẽ bắt vào đây. Các bạn thấy chúng ta in ra được ID là 2 và tên của quyển sách là lập trình General World. Và đây là một đường dẫn không thân thiện. Chúng ta sẽ tiến hành làm cho nó trở nên thân thiện hơn. Như vậy, tiếp tục đó là rewrite rule. Button của chúng ta là gì? Ở đây chúng ta khoan để ý đến phần button, mà chúng ta sẽ để ý đến phần destination. Phần destination của chúng ta, ở đây tôi cũng ghi 09 và chúng ta chưa biết. Tiếp theo nó cũng vào 09 và các bạn thấy nó sẽ là info.bsp. Tiếp theo đó là ID bằng 2 và name bằng, tôi sẽ copy ở đây cho nó nhanh. Như vậy các bạn thấy chúng ta phải viết lại đường dẫn này. Ở đây chúng ta sẽ viết như sau. 09. Tiếp tục, các bạn thấy giá trị này đó là danh sách các ký tự. Ở đây là các ký tự từ A đến Z lớn, từ A đến Z nhỏ. Có ký tự gạch và chúng ta cho nó xuất hiện một hoặc là nhiều lần. Như vậy tôi sẽ miêu tả nó như sau. Đó là tập hợp các ký tự từ A lớn đến Z lớn, từ A nhỏ đến Z nhỏ. Ký tự gạch dưới, ký tự nghịch ngang, nó xuất hiện một hoặc nhiều lần chỗ cộng. Tiếp theo đó là ID, và ID và tên của quyển sách cách nhau bởi một dấu gạch. ID thì các bạn thấy đó là các ký hiệu số từ 0 cho đến 9. Như vậy tập hợp từ 0 đến 9 xuất hiện n lần. Tiếp tục đó là .html. Chấm là một ký tự đặc biệt, do đó phía trước nó phải có một dấu xuyệt. Ở đây là biểu thức thứ nhất. Và biểu thức thứ nhất này nó tương ứng với tên của quyển sách. Như vậy ở đây sẽ thay thành là $1. ID chính là biểu thức thứ hai, do đó ở đây sẽ là $2. Tôi thử refresh lại. Các bạn thấy không có lỗi gì cả. Tôi sẽ mở một tab mới, duplicate. Chúng ta không sử dụng info nữa, mà ở đây sẽ là lập trình General World. ID của chúng ta ví dụ là 23.html. Các bạn thấy chúng ta vẫn in ra được ID là 23 và tên của quyển sách là lập trình General World. Và khi in ra được nội dung này,
chứng tỏ rằng chúng ta đã vào được file info.psp và chúng ta cũng viết được một URL friendly. Trong nhóm redirect này, chúng ta còn một câu lệnh rewrite nữa. Và câu lệnh rewrite này sẽ giúp cho chúng ta tạo thêm điều kiện cho phần rewrite. Các bạn thấy cú pháp của nó sẽ như sau. Ở đây tạm thời tôi sẽ xóa đi những phần không cần thiết này. Ở đây tôi cũng xóa phần miêu tả này đi. Các bạn thấy rewrite condition nó gồm hai giá trị gene và condition. Như vậy ý nghĩa của nội dung này như thế nào? Bây giờ tôi sẽ có đó là rewrite condition. Tiếp theo chúng ta đưa vào đây đó là ký tự đô la phần trăm. Và chúng ta truyền vào đây. Ví dụ tôi tiến hành so sánh đó là server bot. Ở đây nếu như server bot của chúng ta nó có giá trị là 443 hoặc là 80. Nếu nó có giá trị là 40 thì chúng ta sẽ tiến hành chuyển tất cả các yêu cầu sang một trang web mới. Như vậy khi có điều kiện này thỏa mãn, ở đây sẽ là rewrite rule. Chuyển tất cả các yêu cầu. Đây là tất cả các yêu cầu. Tôi sẽ copy hẳn giá trị này luôn. Khi là bọt 80 thì chúng ta chuyển tất cả các yêu cầu về file index.psp. Để kiểm tra thì chúng ta chỉ refresh lại. Các bạn thấy ở đây là index.psp. Tại sao như vậy? Tôi vào file index và tôi sẽ thử in ra đó là biến server. Ở đây sẽ là server. Và tôi refresh lại. Các bạn thấy server của chúng ta. Chúng ta tìm thử xem thì các bạn thấy server bot là 80. Và chúng ta thiết lập ở đây HTTPS. Tôi đặt điều kiện của chúng ta, nếu như server bot của chúng ta bằng với 80 thì chúng ta sẽ chuyển tất cả các yêu cầu sang file index. Nếu như tôi bỏ đi giá trị này thì nó sẽ vào rewrite rule luôn và nó sẽ chuyển thẳng chứ nó không cần phải xét server bot có phải là 80 hay không. Bây giờ chúng ta sẽ thử đó là thay đổi phần bot này. Bây giờ tôi sẽ thử kiểm tra lại phần server bot. Server bot ở đây các bạn thấy là 80. Như vậy ở đây tôi thử kiểm tra là 443. Và các bạn thấy đây là một điều kiện không thỏa mãn. Và nó là một điều kiện không thỏa mãn thì rewrite rule này nó không được thực hiện và do đó nó không vào file index nữa. Tôi refresh thì các bạn thấy nó sẽ không còn vào file index của chúng ta. Ở đây nó có lỗi bởi vì chúng ta chưa bật phần rewrite ở đây lên. Tôi thử bật nó lên. Và tôi refresh lại. Thì các bạn thấy chúng ta truy cập hoàn toàn bình thường. Và các bạn thấy các bạn cũng hiểu được thế nào là rewrite condition. Ở đây chúng ta có thể sử dụng biểu thức điều kiện. Ví dụ biểu thức điều kiện đó là hoặc. Server bot là 443 hoặc server bot là 80. Thì chúng ta sẽ chuyển về index.psp. Tôi refresh lại. Thì các bạn thấy chúng ta cũng truy cập vào index.psp. Ở đây chúng ta còn một số các giá trị đặc biệt nữa mà các bạn thường gặp. Tôi cũng đưa vào đây để cho các bạn nắm. Tôi sẽ tạo ra phần ghi chú ở phía dưới. Ở đây chúng ta có thể có đó là gạch D. Kiểm tra thư mục có tồn tại hay không. Gạch F. Kiểm tra file có tồn tại hay không. Và gạch S kiểm tra giá trị của file có khác không hay không. Ví dụ tôi sẽ thử một trường hợp để các bạn theo dõi. Ở đây chúng ta có thể ghi chú đó là trường hợp thứ 7. Chúng ta tìm hiểu về gạch D, gạch F và gạch S. Ở đây chúng ta cũng tạo ra các phần ghi chú. Tôi sẽ đóng lại các nội dung này. Bây giờ tôi sẽ có một câu lệnh rewrite như sau. Rewrite condition. Request file name đó là yêu cầu từ phía người dùng. Nếu như nó là một thư mục tồn tại, ở đây sẽ là gạch D. Request file name là một thư mục tồn tại thì nó sẽ chuyển hẳn về index. Tôi thử kiểm tra lại. Tôi vào 09, đây là một thư mục tồn tại, do đó nó sẽ vào index. Thì các bạn thấy nó vào index. Bây giờ tôi thử một trường hợp ngược lại.
Tôi vào file 10. Thì các bạn thấy folder 10 là một folder không tồn tại. Và khi không tồn tại ở đây, chúng ta chưa có điều kiện. Tôi thử phủ định lại. Request file name là một folder không tồn tại thì chúng ta sẽ chuyển nó về index và tôi refresh lại. Thì các bạn thấy chúng ta đã được đưa vào index. Tương tự cho ký tự gạch F và ký tự gạch S. Như vậy, các kiến thức căn bản về ActiveAssets chúng ta đã tìm hiểu xong. Thực chất, các bạn thấy đối với ActiveAssets này, cú pháp khai báo của nó là khá khó. Và khi chúng ta cần sử dụng một chức năng nào đó của ActiveAssets, công việc của chúng ta có thể đơn giản nhất đó là chúng ta sẽ sử dụng công cụ tìm kiếm của Google. Và chúng ta tìm kiếm các phần mã nguồn phù hợp để chúng ta đưa vào file ActiveAssets. Vấn đề của chúng ta đó là hiểu các nội dung căn bản của ActiveAssets để có thể nắm được nội dung file asset đó nó ghi gì và mục đích của nó thực hiện cho công việc gì.